Xin kính chào quý vị các bạn nha. Thì hôm nay là do tình hình dịch bệnh rất căng thẳng ở Cần Thơ mình, nó cũng áp dụng chỉ thị 16 rồi, nên là mình cũng không có di chuyển đâu được hết, cũng không có đi làm công trình gì cả. Thì hôm nay mình rảnh nè, mình ra vườn mình xem mấy cây kiểng lá của mình hôm nay nó phát triển thế nào nè, rồi coi cây nào nó ra rễ nhiều, nó cắt tinh được đó các bạn. Thì mình sẽ cắt tinh nhân giống này cho các bạn, chia sẻ các bạn chơi. Thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng mình theo dõi hết video của mình nha. Đây là cây Syngonium leo nha các bạn. Và ở đây nó ra rễ nè các bạn, thấy không? Chứ mấy cây này rễ nó còn yếu quá, mình để cho nó ra nhiều mình mới cắt. Có cây này nó là lai Aurea nè, nó va vàng nè các bạn, nó lai thôi, không biết nó có bị trắng lại không. Thì bây giờ giá của cây va vàng nó mắc hơn cái va trắng nha các bạn. Purple Blue X mắc nè, va nè, hay còn gọi là cái tỷ phú va nha các bạn. Cái cây này mình cũng cắt được 1-2 con nữa đó các bạn. Đây là mấy cây án xanh. Mấy cây án này thì mình trồng bằng cây cái mô ha. Và khi mà nó lớn lên thì các bạn cũng cất tinh nó được luôn, nó cũng ra rễ luôn. Ví dụ như cây này. Cây này các bạn thấy nó cũng ra hai rễ nữa ha. Đó, như vậy các bạn cắt bạn trồng ra cũng được rồi đó các bạn. Cái này mình nuôi lớn luôn, mình không có cắt. Đây trước mặt các bạn đây là những cái cây án xanh cái mô đó các bạn. Được trồng ra giá thể một môi trường đất rồi đó. Nó khỏe rồi, cái này các bạn trồng tỷ lệ sống 100% nha. Đây là cây mon. Mon Abo. Chưa hôm nay mình không có thời gian chăm nó, mình tưới nước nó thất thường các bạn. Có thể là do nó khô, thiếu nước, nó bị cháy nè. Mình cắt cái độc rồi, hiện tại ở đây vú chồi rất là mạnh mẽ nè các bạn. Ba chồi nữa. 1, 2, 3 nè các bạn. Ở dưới là 4 luôn. Gen rất là đẹp, cái đọt của nó rất là đẹp luôn, hồng hồng với cái đọt của mình. Đó, như cây này là cho nó leo lên được nè các bạn. Cây Syngonium va nè, các bạn thấy rễ của nó không? Trắng ha các bạn, luôn giữ ẩm, phun sương buổi trưa hay gì đó để giữ trong cái rễ ký sinh này nó luôn phát triển nha. Khi các bạn cắt ra bạn dâm xuống thì nó sống luôn, khỏe liền, bị mất sức ha các bạn. Syngonium cũng khá là đẹp, nhưng mà giá cây này thì nó rẻ rồi các bạn, nó 100.000 cây. Đây quay cho các bạn siêu phẩm của mình nè, Montera Aurea Bossy nha các bạn. Này là dòng, này dòng leo, dòng daily thì mình mua không có nổi đâu, mắc lắm. Tại cái đọt này mình đang đấu giá trên sàn nha. Đọt ba lá nè. Đó, mình đang đấu giá trên sàn. Có anh khách anh trả 25 triệu rồi, mình chưa có bán, chưa có được giá của mình nữa các bạn. Giá mong muốn của mình đó, giống như mình được khoảng 30 triệu thì mình bán. Đây là họ Philodendron Brantinum. Như mình nói nhớ không là Brantinum đúng không? Tên tiếng Anh nhiều khi mình cũng lộn tới lộn lui các bạn. Cái dòng này thì lá nó cũng có thể lớn hơn nè, nó leo, lá nó lớn hơn. Lá nó màu bạc hay không bạn? Kiểu như va vậy, nhưng mà bình thường nó là vậy. Rhizo nè các bạn.
Reso. Dòng này là thu xếp vào dòng va nha. Và hiện tại nó có giá là mấy triệu. Mấy triệu, 3-4 lá gì đó, 3 triệu rưỡi gì đó. Cây này mình mua lúc nó có 2 lá, 3 triệu 6, 2 cây 7 triệu 2. Giờ mình nuôi nó được 7 lá với 1 đòn. Đẹp ha. Tuyệt vời. Đây là cây Raiva Alocia Maxo Heza Bagata. Ui, full trắng luôn các bạn ơi. Chịu không nổi chứ, cây này rèn rèn nó mạnh ghê. Mạnh khủng luôn á. Cây này gen nó không mạnh mà yếu. Cây này là mình không bán luôn á. Để là mình chơi cho nó lớn, nó lớn, nó lớn, nó lớn, nó lớn, nó lớn. Đây, đây là cái ngọn cắt tinh cái cây Monabo khi nãy mình quay ban đầu. Đây là cái ngọn cắt tinh Monabo khi nãy mình quay ban đầu nè các bạn. Đầu clip mình có quay. Ngọn ba lá mình cắt ra bên này nó ổn rồi nè. Chuẩn bị đâm lá mới rồi đó. Đây là cái totem các bạn. Philodendron totem. Nó nhìn như quá giật chưa. Nó leo luôn các bạn. Và nó cũng ra những cái rễ ký sinh thì mình có thể cắt tinh được nè. Lên hình sáng được luôn. Đẹp kinh khủng. Và đây là cái hồng hạt nha các bạn. À, cái bên này là cái totem gì mà cái sai lá nó lớn nè các bạn thấy không? Đẹp không? Philodendron totem thì nãy cây nhỏ mình quay cho các bạn xem đó. Đúng không? Cho nó đứng cái siêu phẩm. Và đây cũng là cái ngon Abo Gen Tiger. Vừa ra lá mới và lá mới nó hơi nhỏ các bạn. Tại do cây nó mất sức á. Mùa về bị chóc gốc. Dễ để cây dần tứ tung hết. Tại mình đang sưu tầm một số dòng va để về mình nhân giống các bạn. Đây là cây Binatum nè, xài lá lớn nha. Binatum lá nó hơi dài. Còn cây này thì mình không có nhớ tên nữa. Bữa mình thích quá mình mua, mình năn nỉ mua. Đây là một cây hạt bự. Cái hạt này mình lúc mình mới thích dòng hạt đó, mình thích quá, mình sưu tầm nhiều hạt lắm. Giờ trong vườn khoảng mấy chục cây hạt lớn nhỏ. Đây là những cây lớn mà cây này mình mua 3,5 triệu. Này để nhiều này mình cắt được nè. Mình để mình nuôi nó cho nó lớn luôn, cho nó xuống nó đẹp như thế nào. Đây cũng cây hạt nữa. Còn cái hạt này thì nó đang lên sai. Còn nhỏ đang lên sai các bạn. Đây cây này mấy cây rái là rái ba mà cái dòng nhỏ nhỏ mình mua cây 800-900 ngàn vậy. Trồng cho nó lớn lên nè các bạn. Có một vài cây nó cũng mau lớn. Càng lớn cây nó không biết nha. Cái cây mình mua khi nãy, cái cây rái ba mình quay nè. Cây này lúc trước nó có quắc. Nó
đâu có đẹp vậy đâu, tự nhiên nó lớn lên nó ra cái gen mạnh ghê, không hiểu nổi. Chịu không có nổi luôn các bạn. Mình úp xong clip này mình tắt, mình úp lên cho mấy anh em trên hội ráy ráy va đó, chim ngưỡng chơi chia sẻ với anh em trên hội vui lắm các bạn. Rồi thôi, mình dành ít phút mình đi tham quan cái không phải gọi là cái vườn nữa, kêu bằng cái bộ sưu tập nho nhỏ của mình cho các bạn xem. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ YouTube của mình thời gian qua. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like và một lượt subscribe, một lượt đăng ký kênh để mình có cái động lực mình làm video tiếp theo. Cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau.